Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Bản tin cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Tờ Izvestia dẫn các thông tin và hình ảnh ngoài tiền tuyến Donetsk, cụ thể là khu định cư New York tên tiếng Nga là Navagroske đăng tải. Ukraine đã bỏ lại số lượng lớn vũ khí do Mỹ và phương Tây viện trợ tại khu vực này. Từ những hình ảnh được binh sĩ Nga ghi lại cho thấy, hệ thống hầm hào của binh sĩ Ukraine sau khi rút chạy Họ đã bỏ lại gần như toàn bộ trang bị, bao gồm cả vũ khí của phương Tây. Binh sĩ quân đội Nga cũng tìm thấy lựu đạn và đạn pháo do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, Ukraine còn để lại một lượng lớn lương thực dự trữ. Trước đó, nhóm tác chiến trung tâm của Nga đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng New York thuộc vùng Donetsk. Bộ quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng khu định cư này là một trong những vị trí quan trọng ngoại vi thành phố Donetsk và đồng thời là một trung tâm hậu cần chiến lược quan trọng. Theo Tân Hoa Xá, ngày 21 tháng 8, truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số đơn vị của Ukraine đang rút khỏi tỉnh Kursk ở miền nam nước Nga. Cục phó Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của nước này, ông Apti Alodinov, nêu rõ quân đội Ukraine đã bị chặn lại và chịu tổn thất lớn. Về cơ bản, một số đơn vị quân đội Ukraine đang được rút khỏi Kursk để điều chuyển đến các khu vực khác. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu dân cư ở ngoại ô hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bộ quốc phòng Nga nêu rõ, cho đến nay, Ukraine đã mất hơn 4.400 quân nhân và 65 xe tăng trong các cuộc giao tranh ở khu vực này. Trong diễn biến liên quan, ngày 21 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khẳng định đã sẵn sàng đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk vào cuối tháng 8. Phát biểu họp báo thường kỳ, bà Zakharova nêu rõ, phía Nga hy vọng ban quản lý của IAEA sẽ có hành động cụ thể để đảm bảo an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia và Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước đã cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk, nhưng Kiev đã bác bỏ cáo buộc này. Nghị sĩ Ukraine Oleksandr Fedienko cho biết, Tình trạng đào ngũ trong lực lượng vũ trang Ukraine diễn ra phổ biến, với hàng nghìn chiến binh rời bỏ vị trí mà không được phép. Một ngày trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật. Theo đó, quân nhân đào ngũ lần đầu sẽ không bị trừng phạt nếu muốn quay lại phục vụ trước khi kết thúc cuộc điều tra trước khi xét xử. Chúng tôi có hàng nghìn quân nhân, vì lý do này hay lý do khác, họ đã rời khỏi đơn vị quân đội, nhưng sẵn sàng quay trở lại và chiến đấu. Ông Ferdinand viết trên kênh Telegram cá nhân. Trước đó, nghị sĩ Ukraine Ruslan Gorobenko thông báo, Cục điều tra nhà nước Ukraine đã mở khoảng 80.000 vụ án hình sự chống lại các quân nhân vì tội rời bỏ đơn vị trái phép. Vào đầu tháng 8, Cố vấn cho tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak thừa nhận, các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến đã mệt mỏi vì xung đột diễn ra liên tục. Theo sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine Kirin Sazonov, ngay cả những quân nhân Ukraine giàu kinh nghiệm cũng cảm thấy mệt mỏi khi chiến đấu do thiếu sự luân chuyển. Ông nói, một số người không chịu tuân theo mệnh lệnh đã rời khỏi đơn vị quân đội mà không được phép. Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine Các chuyên gia nhận định, lực lượng vũ trang Ukraine không còn khả năng phòng thủ một cách hiệu quả, trong khi quân đội Nga đang tiến về phía trước mà không gặp nhiều khó khăn. Sau cuộc tấn công không thành công vào tỉnh Kursk, chính quyền Ukraine cuối cùng đã quyết định giao nộp Donbass. Chuyên gia người Anh Alexander Mercurit cho biết trong blog của mình trên YouTube, người Ukraine dường như đang trong quá trình giao nộp Donbass. Giới lãnh đạo Ukraine đã hoàn toàn mất niềm tin có thể giữ vững khu vực này. Có vẻ như ý nghĩa thực sự của cuộc chiến này, ít nhất là đối với chính quyền Kiev đã bị mất đi, chuyên gia nhận định. Ông cũng lưu ý rằng, lực lượng vũ trang Ukraine không còn khả năng phòng thủ một cách hiệu quả, trong khi quân đội Nga đang tiến về phía trước mà không gặp nhiều khó khăn. Trước đó ngày 18 tháng 8, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã kêu gọi người dân Krasnoametsk, Pokrovsk, Dimitrov, Minograd và Selidovo ở Donetsk sơ tán do tiền tuyến đang đến gần chỗ họ. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, máy bay không người lái UAV trinh sát Nga đã phát hiện một nhóm quân đối phương bên trong khu rừng ở tỉnh biên giới Kursk. Sau khi xác nhận đối phương đã tập trung lại, UAV liền gửi tọa độ cho kíp pháo Tornado S để tập kích nhóm quân trên. Đã có 3 thiết bị quân sự và 20 binh sĩ Ukraine thiệt mạng do đòn tập kích. Trong đoàn video được đăng tải, camera lắp trên UAV đã phát hiện một số xe quân sự Ukraine đang di chuyển vào rừng cây giữa đêm tối. Sau đó, camera của chiếc UAV quay lại khoảnh khắc, hàng loạt quả đạn nã xuống khu vực, được cho là nơi dừng chân của nhóm quân trên. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về video và thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga. Theo hãng tin Reuters ngày 21 tháng 8, quân đội Ukraine gần đây đã phát hành một video quay bằng thiết bị bay không người lái cho thấy các lực lượng của họ đang chiến đấu ở khu vực Malaya Lokina thuộc tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Cùng với việc phát đi đoàn phim của quân đội Ukraine, Reuters thông tin họ đã có thể xác nhận vị trí từ các tòa nhà, bức tường và bố cục con đường gần đó trùng khớp với hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, Reuters cũng cho biết là họ không thể xác minh ngày tháng quay đoạn phim. Trong một video khác do lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine phát đi vào ngày 21 tháng 8, cho thấy cảnh phá hủy cây cầu phao ở tỉnh Kursk. Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết thêm là họ còn phá hủy được kho đạn dược giã chiến, làm hư hại một xe tác chiến điện tử và một khẩu pháo tự hành, loại 152mm của các lực lượng Liên bang Nga về phía Moscow trong bài phát biểu vào ngày 20 tháng 8 khi đến thăm thị trấn Beslan tại nước Cộng hòa Bắc Ossetia của Liên bang Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ví lực lượng chống lại Liên bang Nga ở tỉnh Kursk với những kẻ chịu trách nhiệm bắt giữ con tin tại trường học Beslan vào năm 2004. Cùng trong ngày 20 tháng 8, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Liên bang Nga, ông Apti Alaudinov tuyên bố nỗ lực tiến quân của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại trên toàn bộ khu vực Kursk, với các nguồn lực chính của họ bị phá hủy và quân đội Liên bang Nga đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu định cư. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công 11.879 cơ sở ở Ukraine. Trong báo cáo tại Đại hội Chính quyền địa phương và khu vực, Tổng tư lệnh Syrsky cũng nêu rõ, số lượng tên lửa vào máy bay không người lái mà nga sử dụng để chống lại ukraine và bao nhiêu trong số đó đã bị bắn hạ ông sedursky cho biết nga đã sử dụng 9.590 tên lửa và 13.997 máy bay không người lái để tấn công ukraine trong đó 2.429 tên lửa và 5.972 máy bay không người lái bị bắn hạ tỷ lệ hiệu quả bắn hạ tên lửa hành trình kalibr kh555101 và r500 loài sau được phóng từ hệ thống tên lửa Iskander là 67%. Hiệu suất đánh chặn KH-59, KH-35, KH-31 và các tên lửa không đối đất tương tự là 22%. Đối với máy bay không người lái, Shahed-136 được kết hợp với Lancet trong số liệu thống kê, với tổng số 13.315 chiếc được phóng và 8.836 chiếc bị bắn rơi, chiếm tỷ lệ 63%. Lực lượng Nga đã sử dụng tổng cộng 1.388 tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống tên lửa Iskander và Tochka-U, cũng như tên lửa đạn đạo KN-23, trong đó chỉ có 4,5% bị bắn hạ. Tên lửa phòng không từ hệ thống phòng không S-300 và S-400 nên được thêm vào phần thống kê này. Chúng đã được bắn 3.008 lần và chỉ 0,63% trong số đó bị phá hủy. Người Nga đã sử dụng những tên lửa này để tấn công tổng cộng 4.293 mục tiêu, trong đó có 3.196 mục tiêu dân sự và 1.097 mục tiêu quân sự. Trong số các tên lửa thù địch bị bắn hạ tốt nhất bằng hệ thống phòng không hiện đại là KH-22 và KH-32 được phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3. Tổng cộng có 362 chiếc được phóng đi và 2 chiếc bị bắn rơi, chiếm tỷ lệ 0,55% người Nga đã sử dụng 211 tên lửa chống hạm Onyx, trong đó có 12 chiếc bị bắn hạ, tỷ lệ 5,7%. Về vũ khí siêu thanh, Nga đã phóng tên lửa KH-47 M2 Kinzhan 111 lần, trong đó 28 quả bị bắn hạ, tức là 25%. Những tên lửa này chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, chỉ nhắm tới 15% mục tiêu quân sự trong tổng số 83 mục tiêu. Tên lửa siêu thanh Zikon chỉ được sử dụng 6 lần, bắn hạ 2 lần và đánh trúng mục tiêu dân sự 4 lần. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk đã đăng video tiêm kích nước này thả bom lượn tăng tầm AASM Hammer vào một khu đất trống, tạo ra vụ nổ và một số đám cháy. Ông cho biết, đây là nơi đặt một trung tâm kiểm soát dưới lòng đất của lực lượng Nga tại tỉnh Kursk khu vực quân đội Ukraine phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới từ hôm 6 tháng 8. Quan chức này tuyên bố không quân Ukraine tập kích các mục tiêu của kẻ thù ở tỉnh Kursk hàng ngày, song không đề cập thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc không kích. Hammer là loại vũ khí không đối đất do Pháp sản xuất. Nó được chế tạo bằng cách gắn bộ kít, gồm có cánh nâng và động cơ đẩy rocket, lên các dòng bom thông thường với nhiều kích cỡ khác nhau để trở thành loại đạn tầm xa, có thể tấn công vào những mục tiêu ở sâu trong phòng tuyến đối phương hay tham gia các nhiệm vụ hỗ trợ từ trên không. Trước khi Ukraine tuyên bố muốn lập vùng đệm ở Kurosk, Nga cũng muốn tạo ra một vùng đệm ở Kharkov, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này. Chỉ hai tuần sau khi bắt đầu, đà tấn công của Nga và Khắc Cốp đã chứng lại khi gặp phải sự kháng cự dữ dội từ một số lữ đoàn và đơn vị của Kiev được điều đến đó, từ các mặt trận phía Đông và phía Nam. John Froman, cựu tùy viên quốc phòng của Anh tại Nga từ năm 2019 đến năm 2022 cho rằng, cuộc tấn công của Ukraine và tỉnh Kursk chắc chắn đã giáng một đòn mạnh với Điện Kremlin, nhưng rất khó làm thay đổi vị thế của họ cũng giống như việc vùng đệm sẽ nằm ở đâu, hiện tại không thể chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc xung đột Nga-Ukraine như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình For the Nations của CBS, Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kelly cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào Kurosk có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện của cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Kiev. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Donetsk và lực lượng Nga ngày càng tiến gần đến thành phố Pokrovsk, vẫn còn quá sớm để nói rằng liệu canh bạc của Ukraine mở mặt trận mới trên lãnh thổ đối phương với nguồn lực vốn đã căng thẳng có thành công hay không. Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Zhelani nằm giữa các thành phố Donetsk và Pokrovsk, một khu vực trên tiền tuyến đang ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua. Nga đã tuyên bố kiểm soát một loạt thị trấn và ngôi làng ở khu vực Donetsk miền đông Ukraine trong những tuần gần đây, trong khi Kiev mở chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga. Ria Novosti ngày 19 tháng 8 đưa tin, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn New York ở Donetsk sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Việc kiểm soát New York đã mở ra một con đường hướng tới Toretsk, một thành trì lớn khác của Ukraine ở Donbass. New York và Toretsk đều nằm cách Golovka, một thị trấn Donbass, nơi lực lượng dân quân Donetsk kiểm soát vào năm 2014, chưa đầy 20 km. Do vậy, Ukraine đã biến các thị trấn này thành một phần của tuyến phòng thủ quan trọng. Lực lượng Nga đã nhanh chóng giành được những thắng lợi ở miền đông Ukraine trong hai tuần qua. Moscow đã giành được một số ngôi làng và áp sát thành phố Pokrovsk, một trong những thành trì phòng thủ chính của Ukraine ở khu vực. Quân đội Nga bắt đầu đẩy lùi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU tại khu vực Kursk. Theo thiếu tướng Apti Aloninov, bước tiến của quân đội Ukraine trong khu vực đã bị chặn lại. Tướng Alaudinov nói, khi chúng tôi được chuyển đến đây, họ đã tích cực tiến công. Vâng, tôi có thể tự hào nói rằng, ngay từ lúc chúng tôi tiến vào đây, chúng tôi đã chặn đứng họ và bắt đầu đẩy lùi họ, tiêu diệt họ với số lượng tối đa. Có một số khu định cư theo hướng Kursk ở vùng ngoại ô nơi quân đội Ukraine vẫn đang trú ngụ. Trước đó, tướng Alaudinov cho biết, giao tranh ở khu vực Kursk sẽ kết thúc trong 2 hoặc 3 tháng tới. Theo ông, hoạt động quân sự đặc biệt cũng có thể kết thúc vào thời điểm đó vài ngàn quân đã vượt biên giới Nga vào đầu tháng này, trong một động thái mà Moscow mô tả là một hành động khủng bố. Nga đã đáp trả bằng cuộc không kích và pháo kích dữ dội nhằm vào Ukraine. Trong một tuyên bố đưa trên kênh Telegram của mình vào ngày 21 tháng 8, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine nói rằng họ đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất để phá hủy cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Chiếc cầu phao này có khả năng được thiết lập từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8 để nối các khu định cư ở Zvanoe và Gruskovo với nhau sau khi hai cây cầu khác bắc qua sông Seim bị các lực lượng Ukraine phá hủy hoặc làm hư hại trước đó. Trong một động thái nhằm cắt đứt quận Gruskovo khỏi lực lượng chính của Liên bang Nga, cũng như chặn một phần tuyến vận chuyển trang thiết bị vũ khí đến tiền tuyến. Theo hãng tin Reuters, những gì mà lực lượng tác chiến điện tử Ukraine nói là tuyên bố chính thức đầu tiên từ Kiev rằng vũ khí của phương Tây đã được sử dụng như một phần của cuộc tấn công chưa từng có của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Cuộc tấn công này bắt đầu từ sáng ngày 6 tháng 8. Theo thông báo hôm 20 tháng 8 của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sidorsky, thì quân đội nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Về phía Liên bang Nga, các quan chức nước này cho biết Ukraine đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Seim từ khi nước này phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới hôm mùng 6 tháng 8. Theo Fox, bắt đầu từ cuối tuần qua, quân đội và không quân Ukraine đã tấn công cả ba cây cầu kiên cố bắc qua sông Seim ở tỉnh Kursk của Nga. Đây là nỗ lực nhằm cô lập 800 km vuông của vùng Kursk ở phía tây nam sông Seim để ngăn Nga tiếp tế cho khu vực ở phía bên kia con sông. Trước nguy cơ hậu cần bị cắt đứt, các kỹ sư Nga đã huy động các đoạn cầu phao đến sông Seim và dùng tàu thuyền để ghép các đoạn cầu lại với nhau. Tuy nhiên, Ukraine dường như đã lường trước được động thái này. Họ đã triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để chặn đoàn xe của các kỹ sư và bắn tên lửa để phá hủy các tàu, thuyền và cầu phao Nga di chuyển đến sông Seim. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh này. Hậu quả là, một vùng rộng lớn của Kursk về cơ bản bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp tế trên bộ và quân tiếp viện. Hoạt động tiếp tế trên không quy mô lớn cũng có thể trở nên rất thách thức với Nga khi Ukraine đã chuẩn bị vũ khí để bắn hạ trực thăng của Maskva làm nhiệm vụ không phận theo Fox. Giới chuyên gia phương Tây dự đoán việc quân đội Ukraine quyết tâm cô lập vùng lãnh thổ bên trái sông Seim là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ có thể sắp mở một cuộc tấn công trên bộ vào chính khu vực mà họ vừa tìm cách cắt đứt tiếp tế. Theo AFP, ngày 21 tháng 8, Nga đã chặn được nỗ lực của một nhóm tay súng Ukraine nhằm vượt biên giới vào khu vực Prianskor phía tây của nước này trên ứng dụng Telegram, thống đốc tỉnh Priyansk Alexander Bogomak nêu rõ. Tại huyện Krimov của tỉnh Priyansk, nỗ lực của một nhóm trinh sát Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Trước đó ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo đã thành lập ba đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các tỉnh giáp biên giới với Ukraine. Quy định được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Điều phối An ninh Quân sự tại các địa phương giáp biên giới mới được thành lập hôm 15 tháng 8. Cụ thể, Bộ trưởng Belusov cho biết, những đơn vị này sẽ được đặt tên tương ứng với tỉnh phụ trách bảo vệ là Begorov, Priansk và Kursk. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, việc Ukraine xâm nhập vùng Kursk của Nga đồng nghĩa sẽ không có đàm phán giữa Kiev và Moscow cho tới khi Ukraine hoàn toàn bị hủy diệt. Đây là một trong những phát biểu cứng rắn nhất của Nga kể từ lúc Ukraine tiến đánh và kiểm soát một phần lãnh thổ Nga ở vùng Kursk. Ông Medvedev viết trên Telegram ngày 21 tháng 8, những trao đổi vô nghĩa của những người tự nhận là trung gian hòa giải về chủ đề hòa bình đã chấm dứt. Kể cả khi họ không thể nói rõ rạc, tất cả đều hiểu tình hình thực tế là thế nào. Họ hiểu rằng sẽ không có đàm phán cho tới khi kẻ địch bị hủy diệt hoàn toàn và tuyệt đối. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo sang năm thứ ba với rất ít tín hiệu chấm dứt. Nhiều bên đã đề xuất giải pháp hòa bình và muốn làm trung gian, tuy nhiên một cuộc đàm phán hòa bình thực chất có sự tham gia của ukraine và nga vẫn chưa diễn ra giới quan sát cũng đánh giá thấp khả năng sớm có thỏa thuận vì cả nga lẫn ukraine đều không chấp nhận các điều kiện tiên quyết do đối phương đưa ra nga từng nhiều lần bác bỏ việc đàm phán nếu nội dung hòa đàm không xét tới lợi ích của nga nhưng phát biểu mới đây của ông medvedev gây chú ý giữa bối cảnh ukraine tấn công lãnh thổ nga và công khai thách thức cái gọi là làn xanh đỏ của tổng thống nga vladimir putin Ukraine không có đủ đạn dược để sánh ngang với khả năng bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày của Nga, tình báo quốc phòng Mỹ cho biết. Ukraine và Nga đều không có đủ nguồn lực quân sự để tiến hành các cuộc tấn công lớn chống lại nhau, cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc cho biết trong các đánh giá mới nhất của mình. Các đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng DIA của Mỹ kết luận rằng Ukraine vẫn không có đủ đạn dược để sánh ngang với khả năng bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày của Nga. Ngay cả sau khi quốc hội Mỹ đã khơi thông dòng viện trợ quân sự mới cho Kiev hồi tháng 4, các lực lượng Ukraine vẫn có khả năng thực hiện các hoạt động phòng thủ, nhưng sẽ không thể tiến hành các cuộc phản công quy mô lớn trong ít nhất 6 tháng. Mặt khác, Nga đã áp dụng chiến lược làm kiệt quệ Ukraine và sẽ có thể duy trì vùng đệm mà quân đội của họ đã thiết lập được, nhưng không có đủ sức mạnh. DIA cho biết trong một nhận xét, để đe dọa tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, chẳng hạn như thành phố Kharkov. Theo Forbes, bức thư của Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Leiner được công bố vào ngày 17 tháng 8 nói với chính phủ rằng từ năm 2025 trở đi sẽ không có thêm quỹ nào trong ngân sách để trang bị vũ khí cho Ukraine. Điều đó đã gây ra một làn sóng chỉ trích trên các phương tiện truyền thông châu Âu. Đức là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho chính quyền Kiev sau Mỹ khi cam kết cung cấp hơn 10,2 tỷ euro, tương đương 11,3 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho đến nay. Tiến sĩ Kunabek, Cựu nghị sĩ châu Âu của Đảng Sự Lựa Chọn cho nước Đức AFD nhận định, Tôi gần như chắc chắn rằng việc cắt giảm viện trợ tài chính cho Ukraine mà Bộ trưởng Đức ám chỉ vào tuần trước sẽ không diễn ra. Đức sẽ không cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Chính phủ Đức sẽ tiếp tục vay nợ trên thị trường tài chính quốc tế, tăng thuế. Học giả này cho biết thêm, đó là điều mà hầu hết các chính phủ phương Tây đang làm, nhưng chính phủ Đức đang làm ở mức độ ngày càng nguy hiểm hơn vì Đức cũng tài trợ phần lớn cho EU. Cũng theo ông Beck, Đức sẽ bảo vệ trật tự chính trị và kinh tế phương Tây cho đến đồng euro cuối cùng của mình. Hiện giới tinh hoa chính trị nước này không bảo vệ được lợi ích quốc gia. Cựu binh Mỹ Gwimpoa Lầu vừa nhập quốc tịch Nga và tham gia nhóm tác chiến trung tâm trên mặt trận Ukraine. Anh vốn là dân bản địa ở tiểu bang Massachusetts, từng là thượng sĩ phục vụ 10 năm trong không quân Mỹ, chuyên gác cửa căn cứ quân sự, sau một thời gian sang Nga chiến đấu, Lầu đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng nước này. Anh hiện đảm nhiệm vai trò trắc thủ UAV chiến đấu ở khu vực Abdiqa. Đây cũng là nơi anh xuất hiện lần đầu tiên trước khi danh tính được công khai. Ngoài khoảng thời gian làm việc ở căn cứ không quân, Lầu 7 năm phục vụ cho vệ binh Massachusetts và có 2 năm làm ủy viên hội đồng thành phố. Hồi tháng 1 năm nay, cựu binh Mỹ bay tới Moscow rồi tới tỉnh Donetsk, gia nhập quân đoàn quốc tế mang tên Pinaska. Không chỉ đã nhập tịch Nga, Pua Lầu cũng đã có bạn gái và có kế hoạch xây dựng gia đình, rồi lập nghiệp lâu dài ở Nga sau khi xung đột Ukraine kết thúc. Theo tờ New York Times, Tổng thống Biden đã phê duyệt một kế hoạch chiến lược hạt nhân tuyệt mật cho Mỹ, trong đó lần đầu tiên định hướng lại chiến lược răn đe của Mỹ để tập trung đối phó với việc kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ngày càng lớn. Thay đổi này diễn ra khi Lầu Năm Cóc cho rằng kho vũ khí của Trung Quốc sẽ ngang bằng với Mỹ và Nga với quy mô cũng như tính đa dạng trong thập kỷ tới. Nhà Trắng chưa bao giờ thông báo rằng ông Biden đã phê duyệt chiến lược sửa đổi nói trên, có tên là hướng dẫn sử dụng hạt nhân. Chiến lược này cũng nhằm chuẩn bị cho Mỹ đối phó với những thách thức hạt nhân mà có thể các đối thủ của Mỹ sẽ phối hợp thực hiện. Hướng dẫn này được cập nhật khoảng 4 năm một lần, được bảo mật cao đến mức không có bản điện tử. Chỉ có một số ít bản cứng được phân phát cho một số quan chức an ninh quốc gia, cũng như các chỉ huy lầu năm góc. Nhưng trong các bài phát biểu gần đây, hai quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã nhắc tới thay đổi trong hướng dẫn nói trên trước khi có một thông báo chi tiết hơn và không bí mật được gửi đến Quốc hội trong thời gian ông Biden còn tại nhiệm. Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, ngày 21 tháng 8, quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích nhằm vào một số kho vũ khí của phong trào Hezbollah tại thung lũng Beka miền đông Liban trong đêm 20 tháng 8. Vụ tấn công diễn ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallen tuyên bố việc tấn công các kho vũ khí tại Liban là để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Các nguồn tin an ninh tại Liban chưa xác nhận thông tin kho vũ khí của Hezbollah bị tấn công. Theo các nguồn tin này, vụ không kích nhằm vào một khu dân cư gần thành phố Banbek ở Thung Lũng Beka, khu vực có đông người Hồi giáo dòng CIA sinh sống và ủng hộ Hezbollah. Nguồn tin cho biết cuộc không kích khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Tuy nhiên, chưa rõ những người thương vong là dân thường hay thành viên của Hezbollah. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã bắn hàng loạt rocket vào một khu logistic của quân đội Israel ở cao nguyên Golan nhằm đáp trả vụ tấn công vào thung lũng Beka. Các cuộc tấn công giữa Hezbollah và quân đội Israel diễn ra trong 10 tháng qua cùng với xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Phần lớn giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel xảy ra dọc biên giới miền nam Liban giáp Israel. Tuy nhiên, Israel tiến hành một số cuộc không kích và sâu trong lãnh thổ Liban, trong đó có thung lũng BK giáp với Syria. Ngày 21 tháng 8, Israel thông báo đã tiêu diệt một chỉ huy của Fatah, một trong hai phong trào chính của Palestine ở Liban, vì cho rằng đây là nhân vật đứng sau các vụ tấn công vào bờ Tây. Nguồn tin từ phong trào Fatah và phía an ninh Liban tiết lộ, chỉ huy Khalil Mada đã tử vong khi ô tô chở ông trúng đòn không kích của Israel ở thành phố Sidon thuộc miền nam Liban. Phong trào Fatah cũng cáo buộc Israel thông qua hành vi ám sát trên đang có ý đồ châm ngòi cho một cuộc xung đột ở tầm khu vực. Phía quân đội Israel xác nhận tiêm kích của quân đội nước này đã tiêu diệt kẻ khủng bố tên Khalil Hussein Khalil Al Mada ở Sidon. Quân đội Israel cho hay chỉ huy Mada là anh em của thủ lĩnh Muni Mada, người dẫn đầu nhánh vũ trang của phong trào Fatah ở Liban là lữ đoàn tử đạo al -Asa. Theo tình báo Israel, đây là hai nhân vật chỉ đạo các vụ tấn công bờ Tây và vận chuyển vũ khí trái phép vào lãnh thổ do Israel kiểm soát. Vụ tấn công đánh dấu lần đầu Israel ám sát một nhân vật cấp cao của Fatah sau 10 tháng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Gaza giữa Israel và phong trào Hezbollah. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc mới đây ra tuyên bố khẳng định đòn giáng trả của nước này nhằm vào Israel sẽ khiến kẻ thù bị bất ngờ tối đa, ám chỉ khả năng tiến hành cuộc tấn công trả đũa không ai có thể ngờ tới của quốc gia Hồi giáo nhằm vào Israel trong thời gian tới. Trong tuyên bố, đại diện Iran khẳng định nước này sẽ giáng trả vụ Israel ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Tehran vào hôm 31 tháng 7 vừa qua, bằng cuộc tấn công gây bất ngờ tối đa cho kẻ thù. Theo đó, đòn tấn công của Iran có thể bằng bộ binh, không quân hoặc kết hợp cả hai, hoặc bằng một phương thức khác đảm bảo gây bất ngờ tối đa cho Israel. Mục tiêu của đòn tấn công là để trừng phạt Israel, đồng thời gian đe quốc gia đối địch không bao giờ tiến hành hành động thù địch trên lãnh thổ Iran trong tương lai. Mặc dù vậy, đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định biện pháp đáp trả của nước này sẽ được tính toán kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza. Reuters hôm nay 22 tháng 8 dẫn tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF, sang nhận họ đã triển khai tiêm kích ném bom khoảng 30 mục tiêu trên khắp giải Gaza trong 24 giờ qua, bao gồm các khu vực được cho là đường hầm, bãi phóng rocket hoặc trạm quan sát của phong trào vũ trang Hamas. Phía Israel khẳng định họ chỉ tấn công các địa điểm có sự hiện diện của các tay súng đối địch và đa loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục chiến binh có vũ trang, đồng thời thu giữ nhiều thuốc nổ, lựu đạn cùng súng trường, theo Reuters. Tuy nhiên, giới chức giải Gaza thông báo, mục tiêu bị nhắm bắn gồm một trường học do Liên Hợp Quốc điều hành ở thành phố Gaza. Chỉ trong 24 giờ, ít nhất 50 người Palestine đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương do hỏa lực của Israel, trong đó có nạn nhân là trẻ em. Tại thị trấn Bani Suhaila, gần thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza, một cuộc không kích của Israel đã cướp đi sinh mạng của 7 người Palestine đang trú ẩn tại khu liều trại dành cho người di tản. Đợt không kích mới nhất của Israel được thực hiện ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Trung Đông nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhưng chưa đạt kết quả tích cực đáng kể nào. Ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa, đồng thời bác bỏ thông tin về việc Tel Aviv đồng ý rút quân khỏi biên giới Gaza-Ai Cập như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas của Palestine. Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Ramat David ở phía bắc Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Quân đội nước này đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong cả phòng thủ và tấn công. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel cùng ngày ra tuyên bố phủ nhận việc ông Netanyahu đồng ý giúp quân khỏi biên giới Gaza Ai Cập, khẳng định thông tin này là không chính xác và Israel chưa đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát khu vực này. Trước đó, hôm 19 tháng 8, truyền thông Israel đưa tin nước này đã chấp nhận thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn về việc ngừng bắn ở Gaza, trong đó có việc Chechnya giúp quân khỏi hành lang Philadelphia một khu vực biên giới quan trọng giữa giải Gaza và Ai Cập. Trong khi đó, cả lực lượng Hamas và Ai Cập, nước đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng trong cuộc đàm phán, được cho là điều phản đối việc kiểm soát của Israel đối với hành lang Philadelphia. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Cairo, ngày 21 tháng 8, Ngoại trưởng Ngoại giao Ai Cập Ban Aden Ati và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc điện đàm, trong đó cùng kêu gọi chấm dứt xung đột ở giải Gaza nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đảm bảo thực thi lệnh ngừng bán ngay lập tức ở vùng lãnh thổ của Palestine, cũng như đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện trao đổi tù nhân và con tin. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, ông Abdel-Atti và ông Guterres đã chia sẻ quan điểm rằng việc chấm dứt xung đột ở Gaza sẽ giúp giảm căng thẳng trong toàn bộ khu vực. Ông Abdel-Atti đã chỉ ra những rủi ro liên quan đến các hành động của Israel, bao gồm các vụ ám sát chính trị và vi phạm chủ quyền quốc gia, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Ai Cập nhằm thúc đẩy việc tiến tới lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhấn mạnh sự ủng hộ hoàn toàn của Liên Hợp Quốc đối với các sáng kiến nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine đang phải đối mặt. Cũng trong cuộc điện đàm, hai bên cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng Sudan và hoan nghênh quyết định của Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp Sudan mở lại cửa khẩu biên giới Adre, giúp cải thiện việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban ngày 20 tháng 8 đã phóng khoảng 115 rocket và vài máy bay không người lái UAV tự sát theo nhiều đợt vào miền bắc Israel. Vài quả đạn bị hệ thống vòng sắt đánh chặn, một số rơi xuống khu vực chống trải và làm bùng phát hỏa hoạn nhưng không gây thương vong. Hezbollah tuyên bố số rocket UAV này nhắm vào căn cứ quân sự tại lãnh thổ Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel và một kho vũ khí ở sâu trong thung lũng Beka tại miền đông Liban cũng như việc một thành viên quan trọng của nhóm bị hạ sát trước đó một ngày. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, người này có tên là Suleiman và là thành viên chủ chốt trong bộ phận chế tạo tên lửa rocket của Hezbollah. Đòn tập kích được Israel thực hiện sau khi một hạ sĩ quan nước này thiệt mạng do bị tấn công bằng UAV tự sát ở miền Nam vào hôm 20 tháng 8. Ngày 21 tháng 8, giới chức Iran cho biết, một xe buýt chở người hành hương Hồi giáo dòng Shia từ Pakistan đến Iraq đã gặp nạn ở miền trung nước này, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 20 tháng 8, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 500 km về phía đông nam. Tại thời điểm gặp nạn, trên xe buýt có 51 người. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do xe buýt bị hỏng phanh và tài xế bất cẩn. Tại Pakistan, truyền thông dẫn nguồn tin từ một nhà lãnh đạo CIA địa phương cho biết vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 người. Theo nguồn tin này, những người trên xe buýt đến từ thành phố Lakana ở tỉnh Sindh miền nam Pakistan. Những người hành hương từ Pakistan đã đi qua Iran trên đường đến Iraq để tham dự lễ tưởng niệm Abayin, một trong những sự kiện lớn nhất theo lịch của người Shia. Mặc dù có cơ sở hạ tầng đường xá tốt, song Iran là một trong số quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới, một phần là do lái ẩu và việc bảo trì phương tiện bị hạn chế do lệnh cấm vận quốc tế. Cùng ngày 21 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kết thúc chuyến công du Trung Đông với cảnh báo rằng đề xuất của Mỹ đối với Israel và Hamas có thể là cơ hội sau cùng để ngăn chặn xung đột lan rộng. Ông Blinken đưa ra cảnh báo trên trước khi lên máy bay rời Doha về nước sau nỗ lực bất thành thúc đẩy Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza với sự hỗ trợ của hai nước hòa giải trung gian là Ai Cập và Qatar. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, thời gian là yếu tố then chốt đồng thời cảnh báo tình hình có thể xấu đi từng ngày. Theo đó, cần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong những ngày tới. Ông cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa các cuộc đàm phán đi đến đích. Mỹ đã đưa ra đề xuất Bắc Cầu để tiến tới đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thông qua, Qatar và Ai Cập thúc đẩy Hamas quay trở lại các cuộc đàm phán trong tuần này tại Cairo. Ông Lincoln cho biết Thủ tướng Israel đã đồng ý về lịch trình và địa điểm rút quân khỏi Gaza. Đây là chuyến công du thứ 9 của ông Blinken tới Trung Đông nhằm thúc đẩy một thỏa thuận đường bắn kể từ khi xung đột bùng phát giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm 2023. Trong chuyến công du này, ông Blinken đã đến Israel, Ai Cập và Qatar để thúc đẩy thỏa thuận giúp các con tin trở về nhà, cũng như thúc đẩy hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực. Ngày 21 tháng 8, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO thông báo Tàu chở dầu Sonian treo cờ Hy Lạp đã bị hai chiếc xuồng nhỏ tấn công và trúng ba quả đạn pháo trên biển đỏ ngoài khơi Yemen. Theo UKMTO, sự việc xảy ra khi tàu Sonian di chuyển ở khu vực cách cảng Hodeida của Yemen khoảng 142 km về phía Tây. Tàu chở hàng này đã bị hai chiếc xuồng nhỏ chở theo 15 người tiếp cận và sau đó đã xảy ra cuộc đấu súng giữa hai bên. Không có báo cáo về thương vong trong số 25 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Sonian. Công ty tư vấn an ninh hàng hải Amray có trụ sở chính tại Anh cũng thông báo về sự việc, nhưng không cung cấp chi tiết. Trong khi đó, công ty vận hành tàu Sonian chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát thành phố Chicago, Mỹ ngày 20 tháng 8 đã bắt giữ hơn 70 người biểu tình bên ngoài Tổng lãnh sự quán Israel, gần với địa điểm diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ các cuộc biểu tình ủng hộ người dân Palestine đã và đang diễn ra ở thành phố Chicago, nơi đang diễn ra đại hội của Đảng Dân Chủ. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 70 người biểu tình bên ngoài Tổng lãnh sự quán Israel, cách địa điểm diễn ra đại hội của Đảng Dân Chủ khoảng 3 km. Cảnh sát cho biết, những người bị bắt có ý định thực hiện các hoạt động bạo lực và phá hoại. Đại hội của Đảng Dân Chủ đang diễn ra từ ngày 19 tháng 8 tới ngày 22 tháng 8, và Thượng nghị sĩ Minnesota Tim Watt ngày hôm nay sẽ có buổi phát biểu nhận đề cử của Đảng ra tranh cử Phó Tổng thống Mỹ. Vào ngày cuối cùng của đại hội, Phó tổng thống Kamala Harris cũng sẽ chính thức nhận đề cử của đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ. Đến đây bản tin toàn cảnh quốc tế ngày 10 tháng 1 ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.